anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cực sốc, 8 người từng tác động sư Minh Tuệ lên tiếng sám hối, trung trảy tiết lộ quả báo ghê rợn. Suýt gặp Diêm Vương, nghiệp chướng khủng khiếp, chỉ rõ 3 dấu hiệu ấn định Phật Di Lặc tái sinh. Thưa quý vị, còn nhớ trong một clip trước trên mạng xã hội, thầy Minh Tuệ từng kể khi đi khất thực thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên tác động. Chính thầy Minh Tuệ cũng không hiểu vì sao họ hành xử như vậy với mình. Điều đáng nói ở đây là thầy cũng hoan hỷ, không sân si lại với họ và không nói tên họ vì sợ những người này sẽ gặp rắc rối. Thầy cũng cầu chúc cho họ luôn được hạnh phúc. Cho đến hôm nay, 9 người đã từng ra tay với thầy Minh Tuệ đã xem được những video trên mạng xã hội và viết những dòng sám hối ân hận khi ra tay với thầy. Thật là quý giá thầy, ai cũng từng làm sai trái, nếu biết sửa sai là đáng trân quý. Hôm nay tôi xin mạn phép đưa lên những dòng sám hối ấy, cầu mong cho tất cả chúng ta lấy làm bài học. Tôi và 8 thanh niên bạn tôi chặn tác động thầy Thích Minh Tuệ, nhưng sau đó gia đình tôi gặp nhiều xui xẻo. Công ty trên đường đi xe ô tô mưa to, suýt bị sét đánh. Cảm ơn thầy Minh Tuệ không để bụng lời con nói, giờ con tin thầy là Phật Di Lặc chuyển thế. Xin đảnh lễ ngài, cảm ơn ngài tha thứ cho con. Tí nữa tôi gặp Thánh Minh Tuệ, xin phước của ngài và xin lỗi động chạm tay chân với ngài. Ngài Minh Tuệ lúc tôi tác động ông hỏi tay của tôi đau không? Người bị nạn tự nhiên hỏi tôi có đau không? Qua những lời sám hối này, tất cả chúng ta nên phải biết đừng bao giờ chỉ trích các bậc chân tu. Những vị ấy thường luôn có thiên thần và hộ pháp hộ trì. Nếu một ai đó phạm thượng thì cũng sẽ có một ngày nhận lấy quả đắng mà mình gieo nên. Sự thật phơi bày qua hiện tượng Thích Minh Tuệ. Tôi không biết thầy Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú. Sinh năm 1981, quê gốc Hà Tĩnh là gì, nhưng ngài lại không cần một danh xưng. Vậy nên gọi ngài là gì không quan trọng, ngài tự xưng là con trước mọi người, vậy tôi cứ gọi sư là Thích Minh Tuệ. Những ngày qua, cái tên Thích Minh Tuệ gây bão trên mạng xã hội và báo chí với đôi chân trần, đầu trần đi khất thực dọc chiều dài đất nước lần thứ tư với hàng đoàn người đi theo, với vô số clip trên Internet. Với những câu nói giản dị, gặp gỡ thì đã gặp rồi, mọi người nên về với công việc của mình đi. Con đi tới đây đang tập học, chưa có gì, con đâu có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa, vì sao một người hành xử theo phong thái của bậc chân tu lại có sức hút lớn đến như vậy? Trước hết thuộc về tự do, theo hay không theo một tôn giáo là quyền tự do của mỗi người dân Việt Nam, điều này được hiến pháp nước ta quy định tại Điều 24. Hành động của Thích Minh Tuệ thể hiện quyền tự do đó. Ông tu hành theo pháp hạnh Đầu Đà, mặc áo vá đi khất thực, không nhận tiền cúng dường, tối ngủ tạm đâu đó. Ông tự nguyện khổ hạnh về ăn mặc, ở để được giải thoát theo quan niệm nhà Phật. Xem ra nhiều người chưa quen với tự do nên mới thấy lạ. Hiếu kỳ cũng là một đặc tính của con người. Chính vì hiếu kỳ nên dễ xảy ra hội chứng đám đông. Một người hiếu kỳ kích hoạt sự hiếu kỳ của người ở bên cạnh và cứ như thế thành hội chứng trào lưu. Hiếu kỳ có mặt tích cực, nếu biết khai thác tốt sẽ trở thành sự ham hiểu biết, thậm chí có thể phát động phong trào thi đua. Nhưng đặc tính này cũng dễ bị lợi dụng, có thể biến thái. Hiện tượng Thích Minh Tuệ đã bị đẩy lên thái quá. Nhưng câu chuyện lớn hơn thuộc về nhà chùa, lâu rồi người ta mới thấy hình ảnh một vị chân tu. Mặc dù Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo như văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta có quyền đặt Thích Minh Tuệ bên cạnh những tu sĩ đã gây ra bao tai tiếng để so sánh, để bàn luận. Những người như ông Thích Chân Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuyết giảng, tuyên truyền nhảm nhí, tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt, hát karaoke sau này mất thành ma câm, nằm võng mất phước. Vị tu sĩ này thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa, rồi hình ảnh tu sĩ Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh với chiếc giỏ trên tay đi thu tiền của Phật tử. Vị đại đức này cũng nhiều lần vi phạm quy định của giáo hội và phải sám hối, nhưng dư luận chưa đồng tình với mức xử lý, tức là ở đây có vấn đề về niềm tin vào giới tu hành. Bên cạnh những vị chân tu thì vẫn có những người mượn danh tu sĩ để làm điều trái với giáo lý nhà Phật. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cho ta niềm tin về một con người tự nguyện tu tập, về một con người tự do theo hay không theo tôn giáo, còn chả phải là sư hay thầy gì cả. Còn là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy thôi, nhưng chúng đang khao khát một hình ảnh nhà sư đời thường như thế. Một người không phải tu sĩ nhưng vẫn được gọi là sư thầy, thầy Thích Minh Tuệ. Tôi không hiểu về Phật giáo, nhưng tôi mong hãy để cho thầy được yên tĩnh tu tập theo cách mà thầy muốn trong giới hạn quy định của luật pháp và đạo đức. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng nói lên thiện cảm rất lớn, một niềm tin với Phật giáo, với những nhà tu hành chân chính không tham sân si trong những ngày đang diễn ra lễ Phật đản này.